thưa quý vị và liên quan tới công ty Việt Á theo các tài liệu công bố công khai của tổ chức y tế thế giới WHO bộ kit test xét nghiệm Life power IVA Sars cov 2 thế hệ 1 real time PCR kit do công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất không được WHO phê duyệt WHO đã đưa ra kết luận Bộ xét nghiệm sản xuất bởi công ty cổ phần công nghệ Việt Á, địa chỉ 372A, sẹt 8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh không đủ điều kiện để vào chương trình mua sắm của WHO. Trên cơ sở đánh giá sử dụng khẩn cấp, các quốc gia có thể quyết định phê duyệt sử dụng các sản phẩm cụ thể đã được chấp thuận trong bối cảnh khẩn cấp về y tế, dựa trên dữ liệu về chất lượng, an toàn và hiệu quả đã được thẩm định.